qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có có biết tôi đã từ lâu dâng đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi người. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao. Dìu con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Sống có đôi đời buồn vui mà
tri ân, nhờ mẹ thương đến chở che đời con. Trăm năm mãi có ta có mình,
dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi ăn vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Oh,
để trong giao ước hôn nhân Chúa báo trước nhiệm màu Chúa Kitô và Hội Thánh, chúng con lại xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thế nên điều có nhân thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và thiên tri cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chiếc sách sai thế: Chúa là Thiên Chúa Thánh, con người bảo một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trận đá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa, lấy bùn đất tạo ra mọi thứ vật ở ngoài đồng và chim bay trên trời. Đoạn dẫn chúng đến vùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đặt tên cho nó mọi sinh vật, mọi chim trời và mọi thứ vật ngoài đồng. Nhưng Adam không tìm được một trận đá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy xương sườn của ông rồi đặt thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa đã Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài đặt ra người đàn bà. Đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà, lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ,
như nuôi dưỡng và chăm sóc nó, như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai sẽ nên một thân xác. Bầu nhiệm này còn lớn lao, không muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Để mà sống được như vậy
thì quả thật là không phải chuyện dễ. Chúng con với tuổi trẻ, vợ chồng nhiều nhau phải nhìn về phía trước và phải biết cảm thông để rồi nắm tay nhau vượt qua những khó khăn. Chúng con mới đạt được những cái lời nguyện chúc của ông bà cha mẹ cho tất cả chúng con. Đời sống hôn nhân người ta vẫn thường phí như là một cuộc mà vượt sóng trên đại dương vậy. Khi trên biển đời có nhiều những bốc bênh, có nhiều những sóng gió, nhất là đời sống hôn nhân gia đình, khi mà còn trẻ còn thanh niên yêu nhau thì phía trước toàn là màu hồng thôi. Nhưng mà khi lấy nhau rồi, bắt đầu có con cái, phải lo toan cuộc sống cho gia đình, thì chúng ta phải vật lộn với cuộc sống để tồn tại. Cho nên đời sống hôn nhân gia đình quả thật là một sự vất vả. Để vượt qua đối với người Kitô, người Công giáo chúng ta, các bài đọc lời Chúa luôn luôn nuôi dưỡng đời sống đức tin, đức cậy, và nhất là nuôi dưỡng cái đời sống hôn nhân gia đình. Trong các bài đọc lời Chúa, bài đọc 1, bài tin mừng hay là bài đọc 2, thư Thánh Phaolô đều khuyên chúng ta về cội nguồn và ý định từ Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng nên con người, con nam, con nữ, và Ngài muốn cho họ lìa bỏ cha mẹ, kết hợp với nhau để sinh dưỡng dòng dõi cho gia đình, cũng như dòng dõi cho thụ giáo Chúa đã an bài xếp đặt. Để mà đạt được cái lời yêu nhau cho đến trọn đời, chúng ta phải ngắm nhìn mẫu gương tuyệt vời mà chúng ta hàng ngày đến nhà thờ nhìn thấy ngay giữa gia đình của chúng ta, đó là cây thánh giá. Chúa yêu chúng ta đến cùng và Chúa chết cho người yêu, thì tình yêu của gia đình của chúng ta nói chung đều phải hòa lại cái tình yêu Đức Kitô yêu thương hồn thánh. Trong gia đình, các bạn trẻ chúng con xây dựng gia đình với nhau, chúng con phải có cái sự hy sinh cho nhau, phải vun đắp tình yêu cho nhau qua lời ăn tiếng nói, qua sự cảm thông, qua sự chia sẻ. Nhưng vất vả, khó khăn, nhọc nhằn nơi gia đình, đó là cách chúng con đào luyện tình yêu mỗi ngày. Nếu gia đình mà ông bà mình vất vả, thuận vợ, thuận chồng, tan biển đông không cả, vợ chồng phải hòa thuận thương yêu nhau để chúng ta vượt qua những khó khăn vất vả. Đó là điều mà tất cả mọi người chúng ta đều mong đợi và cầu chúc cho nhau. Đời trong đời sống hôn nhân gia đình, cách nhìn đối với giáo hội Việt Nam chúng ta, trong năm nay giáo hội đưa ra chủ đề đó là đồng hành với các gia đình. Đồng hành với các gia đình, giáo hội là mẹ của chúng ta, giáo hội cung cấp đầy đủ phương tiện và những cái như là những cái lời ban thẳng sống để giúp cho chúng ta biết sống tốt. Nhất là anh chị em thấy tràn lan trong Kinh Thánh, Chúa mời gọi chúng ta, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Rồi như Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, người vợ hãy phục tùng chồng mình, và người chồng cũng hay biết yêu thương người vợ như Đức Kitô yêu thương hồn thánh. Đó là những lời Chúa để mà chăm sóc, để mà nâng đỡ đời sống hôn nhân gia đình. Đừng vì ích kỷ, cũng đừng vì tự ái khi chúng ta làm cho đời sống hôn nhân gia đình của mình
trở nên sức mạnh. Nếu hôm nay nó bị sức mạnh một chút, ngày mai cũng bị sức mạnh một chút, thì lúc nào đó nó sẽ vỡ tan tành trong đời sống hôn nhân gia đình. Cho nên người ta vẫn thường bảo rằng yêu nhau là phải biết hy sinh cho nhau. Câu ngạn ngữ của người Pháp, người ta nói là yêu nhau là chết trong lòng ít. Tình yêu phải có sự hy sinh thì đó mới là cái tình yêu đích thực. Còn tình yêu không có sự hy sinh thì cái tình yêu đó không bao giờ đứng vững, không sớm thì buồn, nó cũng sẽ bị sức mạnh hoặc là đổ vỡ, không còn lý do để tồn tại. Để giữ được tình yêu thì các đôi bạn trẻ chúng ta nên mời Chúa ở giữa gia đình mình. Xin Chúa ngự trị nơi gia đình của các con, Chúa ở giữa để Chúa hâm nóng cái tình yêu gia đình của chúng ta. Tất cả các gia đình chúng ta phải mời Chúa ở giữa. Nếu có Chúa hiện diện thì ở đó có sự yêu thương, ở đó có sự chia sẻ, ở đó có chân thuận dưới hòa, mang lại cái tình yêu đích thực. Còn nếu chúng ta gạt Chúa ra khỏi con lòng, gạt Chúa ra khỏi con tim chúng ta, thì tình yêu ấy sẽ bị mai một và không còn cái lý do để tồn tại. Thưa anh chị em, trong năm nay, năm mới, năm phục vụ, chúng ta sắp bước vào, Giáo hội lại mời gọi chúng ta hãy đào sâu đời sống đức tin. Đời sống đức tin rất quan trọng. Trong gia đình, khi chúng ta xây dựng gia đình với nhau, chúng ta phải làm gì để cho con cái chúng ta sống đức tin? Hơn bao giờ hết, người ta vẫn thường bảo rằng lấy chồng như gông đeo cổ, lấy vợ như rậm một chân. Nó nên cả cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm, người cha, người chủ trong gia đình phải nêu cao cái đời sống gương sáng trong gia đình mình, cho con cái trong tương lai sau này. Mình người cha, người chủ trong gia đình không sống đức tin, đức cẩn và lòng mến thì con cái chúng ta sẽ đi đến đâu? Nếu một người mẹ cũng không biết dạy con cầu nguyện trong gia đình thì gia đình của chúng ta cũng sẽ đi đến đâu? Cho nên hơn bao giờ hết, thưa anh chị em, nếu chúng ta huấn luyện con cái chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức bền thì đời sống gia đình của chúng ta sẽ bền vững. Còn nếu chúng ta không bám lấy Chúa để mà sống thì đời sống đức tin của chúng ta bị mai một, con cái chúng ta cũng sẽ bị trượt dốc về luân lý, về đạo đức thì chúng ta thấy có nguy cơ mất con. Các gia đình của chúng ta trong xã hội cũng sẽ trở nên lộn xộn. Giáo hội trong Công đồng Vatican II định nghĩa gia đình là hội thánh tạo ra. Chính vì vậy mà trong đời sống gia đình, vợ chồng phải biết chạy đến Chúa mỗi ngày, hãy kín múc tình yêu từ chính Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua đời sống yêu thương, học hỏi và chiêm nghiệm, suy niệm lời Chúa mới mang lại cái hạnh phúc đích thực được. Chắc chắn là trong mấy phút này thì chúng ta không thể nào chia sẻ hết được, cũng như là căn dặn các đôi bạn trẻ hết được. Chúng ta chỉ tin thác các đôi bạn trẻ chúng ta cho Thiên Chúa, xin cầu nguyện rất nhiều cho các đôi bạn trẻ thành phố hôm nay chưa tìm được ánh sáng của lời Chúa soi dẫn. Xin ánh sáng của tình yêu của Chúa dẫn dắt gia đình, các đôi bạn trẻ, các gia đình mới, để các đôi bạn trẻ được nhìn thấy cái cốt lõi đích thực của hạnh phúc gia đình và biết đặt cái nền tảng
đời sống gia đình của mình trên cái gì? Trên lời Chúa hay trên tiền bạc? Nếu trên tiền bạc, nó là cái thứ mâu qua chẳng hết, nó chỉ là phương tiện giúp chúng ta sống an vui và hạnh phúc mà thôi. Và nếu chúng ta chọn chính Chúa, đặt đời sống gia đình chúng ta trên nền tảng là lời Chúa, chúng ta mới mang lại cái hạnh phúc đích thực được. Có Chúa có niềm vui, có Chúa là có tình yêu, có Chúa ở đó có sự bác ái yêu thương, có Chúa ở đó có sự cảm thông chia sẻ. Xin cầu chúc cho tất cả các đôi bạn trẻ hôm nay được tràn đầy tình yêu của Chúa nơi gia đình mới. Xin Chúa, xin Đức Mẹ nâng đỡ đời sống gia đình cho con luôn luôn biết sống yêu thương, luôn luôn biết sống trang hòa cái niềm vui để cho con được Chúa dẫn dắt, nhất là cái đời sống hôn nhân gia đình của chúng con trở nên ánh sáng trong những biệt cảnh. Ánh sáng ở đây qua cái đời sống nề nếp gia phong lễ nghĩa, qua cách ăn ở cư xử chia sẻ, đó là cách chúng con sống tốt trang hòa với mọi người. Đó là cái lời mời gọi trở nên ánh sáng cho thế gian, ánh sáng cho người xung quanh. Nếu chúng con biết sống yêu thương nhau thì giáo hội, xã hội cũng sẽ được nhờ. Còn nếu mình sống không tốt, xã hội cũng sẽ không tốt. Bởi vì chúng ta tế bào xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn tới xã hội xung quanh. Xin Chúa chúc lành nâng đỡ đời sống gia đình của tất cả cộng đoàn chúng ta. Anh Du Xe Phong và chị Anna Hiền, anh Hoa Lô Sĩ và chị Anna Thiếm, anh Du Xe Hệ và chị Anna Ngạ. Chúng con thân mến, chúng con đến nhà thờ để tình yêu của chúng con được Thiên Chúa đón ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và Cộng đoàn. Thật vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc cho tình yêu này và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho chúng con được phong phú và kiên cường để chúng con luôn luôn trung tín với nhau, đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, cũng như chính người đã dùng phép thánh tẩy để thánh hiến chúng con. Bởi đó trước mặt Hội Thánh trao hỏi ý kiến chúng con. Anh Du Xe Phong và chị Anna Hiền, anh Phao Đô Sĩ và chị Anna Diễm, anh Du Xe Hệ và chị Anna Ngà, chúng con có tự do và thật lòng đến đây, chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Thưa cha có. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Thưa cha có. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định kết hôn, chúng con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh nữa. Anh là Paulo Văn Sĩ, nhận em Anna đi tìm Diễm làm vợ của anh. Hơn giúp lòng chuẩn bị với em. Khi chỉ thượng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Diễm, nhận anh Paulo Văn Sĩ làm chồng của em. Và hơn giúp lòng chuẩn bị với em. Khi chỉ thượng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh. Xin Thiên Chúa đói thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã bảo vệ trước Hội Thánh, và xin đói thương đổ tràn đầy ơn phúc xuống trên chúng con, sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Em Anna bị tìm hiểu, hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh với anh cha và con vật tinh thần.
Phong và chị Anna Hiền, anh Carlo Sĩ và chị Anna Diễm, anh Du Xe Hệ và chị Anna Nhàn đã trở nên một gia đình công giáo mới trong cộng đoàn giáo sứ chúng ta. Xin cộng đoàn giáo sứ chúng ta nổ một tràng pháo tay thật to. Anh chị em thân mến, vì yêu thương Đức Giêsu Kitô đã thiết lập bí tích hôn phối để thánh hóa các bạn trong lao ước tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tâm lời nguyện xin. Gia đình là hội thánh đại gia, xin cho mọi sinh viên trong các gia đình luôn biết cầu nguyện, yêu thương đủ mọi lẫn nhau để tình Chúa tình người luôn được. Oh,
Thank you.
sống lại của người sẽ được chung phần thần tinh với người và đồng thừa từ vinh quang của người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quang đại ban ân xuống để điều mà bi tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình vì yêu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và tâm lạy các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng Maria mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse và trăm năm đức chính nữ, các thánh tân đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời gian, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con lại xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn thôi, biết luôn gắn bó với Chúa và trao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa là Cha.